Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với video xả hàng số 7 của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên em xả hàng 5 món, bao gồm có Omni Bueller model SA7500. Ở dưới Omni là có dòng Sigut Mỹ model S7100A. Xuống dưới là một đôi loa Sansui E710. Sang bên này có một mã là Sony F500. Xuống dưới thì có một đôi loa Victor. Nếu anh em mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được những chương trình xả hàng mới nhất của bên em. Sau đây thì em sẽ đi nói về vấn đề xả hàng ngày hôm nay. Em sẽ zoom lại gần hơn để anh em mình xem theo dõi những sản phẩm bên em xả hàng. Anh em đang theo dõi đây là Omni model là SA7500, một con mặt nhôm khá là nào đẹp. Một điểm đây anh em có thể thấy một điểm này chỗ này này. Đặc điểm bị chấm này. Do xước. Con Omni có công suất đánh là 95W điện 100V, giá thông thường. Bên em đã bán là 2.3 triệu. Trong video xả ngày hôm nay, bên em xả xuống là 2 triệu một cái này. Đó, anh em quan sát cái mặt mũi của nó. Mặt phay nhôm đẹp. 2 triệu cho một bộ Omni Nhật Bueller. Xuống dưới nữa. Đây là một con Omni model Sigut, model là S7100A. Anh em đang theo dõi đây. Omni Receiver, có nghĩa Omni có đài. Đài sẽ còn bao sống cả đài anh em luôn, bao sống. Omni điện là 120, công suất đánh là 100V. À 100W, điện 100W xin lỗi. Chạy 4 sỏ mắt nghe. Omni đài Sigut Mỹ và được sản xuất tại Nhật. Nghĩa là mà hãng Sigut này đặt nhà máy bên Nhật anh em nhé, đặt nhà máy bên Nhật. Giá thông thường bên em đang bán là 5.9 triệu. Xả trong clip này là xuống 4.9 triệu. 4.9 triệu cho chiếc Omni Sigut này. Mặt mũi đẹp. Con này hồi gỗ và hậu gỗ, à hồi gỗ vào trên đỉnh gỗ, gọi là đỉnh nó gỗ nhá, cái đỉnh là gỗ này, đỉnh này là gỗ. Nếu là dòng Omni này là chưa dùng ở Việt Nam, chưa dùng ở Việt Nam. Nghĩa là tất nhiên là nếu có sửa chữa bên bên nước họ thì mình không cam kết điều đó anh em nhá. Chưa dùng ở Việt Nam. Còn vẫn đảm bảo cho anh em ba tiêu chí. Thứ nhất là đến là nguồn zin, tụ zin và sò zin. Những cái mình nhìn thấy trước mắt thì mình sẽ bảo hành anh em là ba thứ đó. Giá 4.9 triệu. Xuống dưới một đôi Sansui E710. Cái tình trạng anh em nhìn thấy là cái bát là cái sưng nhôm vùng quanh này. Đó anh em nhìn thấy này. Nó bị oxy hóa. Còn bát zin, tép zin. Tất cả mọi cái đều bát chung tép zin hết. Phân tần zin chưa tháo luôn. Em chưa tháo ra luôn mà chưa nghe luôn. Nhìn sẽ bao sống cho anh em. Bao sống cả ba giải. Bát chung tép. Có hai vấn đề cho con loa này. Vấn đề thứ nhất đó là hai cái đều là R, nhưng đều là bên phải, cái không quan trọng lắm. Đó, hai cái đều R. Đó, anh em xem đấy. Nó thực ra cái này nó làm để mình ký hiệu thôi, chứ còn anh em thiết kế này là giống nhau rồi. Giờ mới cả L, cái này là không quan trọng, hai cái đều R. Và mất căng. Giá bán là 2.2 triệu nhá, 2.2 triệu. Con đồ loa này có công suất đánh là 120W một thùng. Hàng khủng anh em nhé, loa bát 23 nhưng 120W một thùng, anh em có thể hát hò được. Với công suất này còn khỏe hơn cả loa bâu có 75W thôi, đây là 120W. Và giá em xả ra clip này chỉ có 2.2 triệu một đôi, hàng xịn của Nhật này. Xịn của Nhật, 2.2 triệu, bằng đôi loa tay của Bốt 101. Màng carbon, gân vải này là gân vải lụa và gân vải có dầu. Một cái giá 2.2 triệu là quá dễ chịu với một đôi loa bát 23 bằng đôi loa tay của 101. Và cho con này có phân tần nhá, có cả phân tần bông tiêu âm bên trong đầy đủ, bát sưng nhôm đúc, bát 23, anh em cân nhắc nhá. Để quay sang bên này, quay sang bên bếp này có Omni Sony F500.
Con này mặt đen và các chức năng hoạt động hoàn hảo hết, như các hệ thống bát, tép, cân loa để hoạt động sống hết anh em nhé, hoạt động sống hết. Đánh hai cầu đùa, cầu ra loa AB, A cộng B. Điện của nó là 100 và công suất đánh 145W, với giá bán trong clip sáng này là 1 triệu 8. Bao zin cho anh em, nghĩa là bao zin cho anh em ở về Việt Nam chưa dùng, còn sửa bên Nhật em không cam kết. Nghe mình không dám cam kết bên Nhật, sao mình không ở Nhật thì có dám nói được. Mình không phải chủ company nữa. Về Việt Nam mà chưa dùng luôn, chưa dùng lần nào luôn. Giá bán 1 triệu 8. Xuống dưới đây là một đôi loa Victor. Em sẽ tháo cái căng cho anh em mình xem nhé. Anh em vừa xem livestream buổi trưa thì có biết sản phẩm em quay buổi trưa, nhưng buổi tối nay em quay lại, như là hứa với các bác là em sẽ quay lại để cho các bác biết chi tiết hơn. Lúc chưa làm livestream thì nó dùng sóng điện thoại thì nó khi nó chập chờn, nó không nét. Máy quay chuyên nghiệp này thì nó sẽ nét hơn hẳn. Nay mưa nên nó hơi tối, nhưng hình ảnh nó không được sáng thôi, nhưng độ sâu của ảnh thì anh em xem máy quay nó làm tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời. Để tháo cái căng của con loài ra, anh em nhìn em thao tác này. Anh em cậy đít trước nha, cậy đít trước và lôi trên ra sau. Đó. Cậy ở đít ra trước và lôi ra là được. Loa bát 20 và một tép lên một trong những con loa mà chuyên nghiệp, không phải loa dàn anh nhá, không phải loa dàn. Con này em chưa tháo ốc luôn, nhưng anh em có mua thì em tháo ra em kiểm tra thôi, còn chưa tháo ốc. Dán một cái tem mà để biết thông số thôi. Là Victor GS200, 40W một thùng. Và tần số động của nó là từ 50Hz cho tới 20.000Hz. Các tuyến loa đều rất đều, rất đều, tiếng rất đều. Còn đồ bãi thì không tránh được cái sức sát anh em nhé. Không tránh sát như chỗ này, nó có dạng một chữ này, dạng. Đó, cái này thì khi che căng vào là hết, không nhìn thấy. Chất âm của con này là một trong những con chất âm hay, rất hay. Trong đánh phòng khách mình mở vừa phải nhỏ, tiếng đánh rất tốt. Tuy nhiên là bát 20 mình không yêu cầu nó đánh lớn được rồi, nhưng mình để nghe nhạc ghép với những âm đi dạng như con Bill nơi phải quay đấy. Với giá 2 triệu đánh cực hay. Với đôi loa bình thường em bán là 3 triệu rưỡi, trong video giảm xuống còn là 3 triệu. Anh em nào yêu thì điện thoại. Mặt căng đỏ, mặt căng màu đỏ và cái vân gỗ khá đẹp luôn, khá đẹp, màu vàng cái chỗ khá đẹp. Với giá bán là 3 triệu một đôi loa chuyên nghiệp. Chiều cao nó lên tới 56cm anh em nhá, 56cm. Lúc chưa em đo rồi, em biết lúc chưa em làm video là chìm 56, chiều ngang là 34. Chiều sâu cả căng của nó là 28. Cả căng này này là 28. 3 triệu. Còn con E7 một câu anh em thấy là nó cao có 50 nhá, cao có 50. Và chiều ngang 27, chiều sâu của nó là 20 mấy, 24. 24 cả căng nhưng không có căng, có 20 thôi, xin lỗi không có căng, có 20 thôi. 20 anh em nhá, không có căng thì 20 thôi. Anh em bổ kết sản phẩm nào cho clip này, hãy điện thoại trực tiếp cho Huấn Audio qua số máy 0904612323. Giá trên em báo là chưa có phí vận chuyển, anh em lưu ý điều đó. Tốt nhất là anh em hãy đến thực tế để mình xem, mình nghe rồi mình bê luôn. Còn anh em nào các tỉnh không đến được thì em sẽ chụp ảnh chi tiết góc cạnh, anh em ưng thì phải chuyển khoản, bên em mới gửi. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.